Xin chào các bác, chào mừng các bác trở lại với trang Kính Cổ Ngày Xưa. Trước tiên xin cảm ơn các bác luôn quan tâm em ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải dưới video, nút biệt được quả chuông để mỗi khi em lên video, hệ thống YouTube sẽ gửi qua tin nhắn rất nhanh, vì ngày nào hàng ngày em đều có video. Để tránh mất thời gian thì em sẽ vào phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay em có cái kính khá là đặc biệt, khá là nổi tiếng và bị tuyệt chủng, hầu như là không còn. Đó là dòng Lamy chữ H. Đấy, nó hiếm, dòng Lamy chữ H cực kỳ hiếm luôn. Đấy, các bác thấy em đeo rất là đẹp đúng không? Cái này size 40 nhá. Các bác nào Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ để em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội, số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh ở xa thì hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi vào cái phương tiện là bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, cái phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp lý gửi phương tiện đó. Thời gian gửi là từ 1 đến 2 ngày, chỉ nhất là 3 4 ngày. Tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ. Đấy, rất là rõ ràng đây. Lamy chữ H. Các bác thấy không? Rất mới, rất đẹp nhá. Nguyên zin toàn bộ và độ mới con này rơi vào khoảng 94-95%. Đấy. Rất mới, rất đẹp. Đây dòng Lamy chữ H này. Rất là hiếm gặp này. Nguyên zin toàn bộ nha. Bây giờ đi chi tiết bên trong, ở cầu giữa thì nó có hai cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa ngày xưa. Đấy, ở cầu giữa nó có hai cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa ngày xưa. Mọi thông tin chi tiết về kính hay đồ cổ đồ xưa gì em luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, hình thức mua bán, thời gian. Càng bên phải nó có cái chữ Double Lamy. Chữ nhỏ quá, khá nhỏ. Đây. Đây, còn càng bên trái đó là tên hãng của kính là Lamy Frasit. Lamy Super Frasit. Đây. Các nhìn này, Lamy Super Frasit. Kính này của Pháp xưa. Lamy Super Frasit. Chuôi vàng nguyên zin. Vâng, về giá cái này là 10,5 triệu hay gọi là 10.500k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, yên tâm về giá cả trên sản phẩm. Về hình thức mua bán, về thời gian bán hàng thì luôn luôn ghi bên dưới video. Về thời gian bán hàng thì là từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, có nghĩa là từ 7 giờ sáng đến 1 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào. Kể cả ngày lấy ngày Tết, có điều kiện là bắt điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến đột xuất quán vì cửa hàng giao lưu đồ cổ đồ xưa, và đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Các bác nhớ là trước khi đến cái điện thoại cho em thì em sẽ liên tiếp đoán từ xa và lắng nghe thấu hiểu những cái gì bác nói, em tư vấn cố vấn cho bác chơi món đồ cổ đồ xưa gì hợp tình, hợp lý, hợp lý, hợp tâm gu. Đó là giá trị cực kỳ lớn mà khi đến bên em những shop chơi đồ cổ, món đồ cổ lâu năm có thương uy tín là 20 năm 30 năm, ngay cả số điện thoại của em trên 20 năm. Đấy, các bác hết sức lưu tâm lưu ý trong vấn đề đó, bởi vì là ngày nay thì với cái phương tiện thông tin chúng ấy, thì một số đối tượng xấu họ bán qua những cái trang thương mại điện tử, những trang mạng xã hội, bán qua gian hàng ảo, bán qua các app không địa chỉ, không số điện thoại, mà kể cả có địa chỉ, có số điện thoại đều là những địa chỉ ma, số điện thoại ma, bởi vì là những số điện thoại đấy sim khuyến mại sim rác mà địa chỉ nơi nhà nơi đấy, cho nên là rồi trong thời gian đó là chuyện mới bình cũ thì các bác không nên lựa chọn, bởi vì nó mua bán hẹn nửa đường, hẹn chỗ nọ chỗ kia, xong rồi không hẹn được, hẹn cà phê anh ở đâu em mang qua anh mua thôi. Thì thật ra mà nói là những đối tượng đó họ mua bán trục giật. Rất nhiều người bị lừa đảo trong vấn đề là kính, rồi đồng hồ đeo tay, rồi quần áo hàng hiệu, giày dép bị thắt lưng. Đấy, các bác hết sức lưu tâm lưu ý nhé, mình mua bán bất kỳ đồ cổ đồ xưa gì, quần áo hàng hiệu, nên lựa chọn cái địa chỉ và cái nơi mua bán đồ cổ đồ xưa lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội cũng như Sài Gòn, đều những có anh em hai mấy năm, ba mấy năm, nên lựa chọn những nơi đó thì nó yên tâm hơn, được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Đấy, có làm sao để ăn vạn được chứ. Chứ giờ mua bán ở những cái chỗ kia mà địa chỉ thay đổi liên tục, rồi số điện thoại thay đổi liên tục thì rất là nhanh bị mất trắng, khẳng định luôn điều đó thôi. Đấy. Giá là 10,5 triệu hay gọi là 10.500k, sản phẩm bán ra được bao xếp bao test toàn cầu.
Đây là Lamy, phiên bản limited edited, dòng gọi là Lamy chữ H, còn rất là mới, rất là đẹp. Đấy, đây gọi được gọi là Lamy chữ H nhé. Rất hiếm. Kính thì được sản xuất giai đoạn thập niên 1950-60, bọc vàng sáng ánh gương. Đấy, đeo là một lần nữa đeo lại để ngắm cho nó rất là chuẩn chỉ, các bác là đeo kính đeo trên mặt không bao giờ bị xô lệch nghiêng rơi như một số bác lầm tưởng đấy, rất là rõ ràng. Các bác cứ yên tâm rằng là đến với nơi mua đồ cổ đồ xưa lâu năm có thương uy tín thì luôn luôn được đảm bảo pháp nhân pháp lý, chứ tránh tình trạng mua có chỗ địa chỉ là không rõ ràng, địa chỉ linh tinh lung tung là thôi mất oan đấy. Rất nhiều phiên em có tư vấn về vấn đề là phòng tránh đánh cắp tài khoản, đánh cắp dữ liệu cũng như là phòng tránh về sản phẩm đa cấp, những độc quyền nào đa cấp, thì các bác nên có cái lắng nghe cái phiên đấy nó kỹ hơn, bởi vì là các bác sẽ tư vấn lại cho người nhà để tránh cái trường hợp bị đánh cắp tài khoản, đánh cắp dữ liệu cũng như là tránh những cái sân chơi đa cấp về đồng tiền ảo, như sản phẩm đa cấp, như sân chơi đa cấp về thực phẩm chức năng, rất là nguy hiểm đấy. Đó là cái khuyến cáo rất là cũng như là khuyên rất chân tình, bởi vì em thực sự các bác là kênh của em triển khai hơn 5 năm mà chỉ có 1.700 đăng ký kênh, bởi vì em làm cách chính xác tự nhiên hương, không có like, có view, không thuê đơn vị nào quảng cáo marketing sale, để làm cách rất là chân tình, chân thật, chân thành nhất. Một số kênh khác thì mới làm 1 năm, 5 rưỡi, 2 năm mà đã 15.000, 16.000, 18.000, 19.000 đăng ký kênh, bởi vì nó câu like, câu view, thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale, để like, để view, để được đăng ký kênh, theo dõi lên cách chóng mặt, chóng mặt. Đấy. Một lần nữa rất cảm ơn các bác đã quan tâm dành thời gian xem và theo dõi video của em vừa dài vừa thô. Bác nào yêu quý thích kênh Ký Cổ Quý Sư có thể đăng ký kênh màu đỏ bên dưới góc phải và bấm quả chuông để mỗi khi lên video thì chúng tôi sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến điện thoại của bác. Vì ngày nào hàng ngày đều có video. Giá kênh này là 10.500.000 hay gọi là 10.500k. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở phía sau.